hãy một quyển sách nói về chiết xuất mùi hương tôi mới nhận được bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, nhìn xịn sò đúng không, đẹp nữa này, đẹp ơi là đẹp luôn, có tranh minh họa để các bạn có thể bày, thậm chí rằng là đọc để tiếp nhận thêm thông tin đẹp. Sách này thì có bán tại Labuze nhưng mà hình như phải order. Và gần đây thì tôi nhận được khá là nhiều những cái câu hỏi đại khái như là: anh ơi, anh thích thương hiệu nước hoa designer nào nhất? Thì mình cũng có chia sẻ, đó là hai cái thương hiệu mà mình ấn tượng nhất trong cái phân khúc designer, đó chính là Hermès và Gravon. Đây là hai thương hiệu mình rất rất thích. Và nếu như hỏi là nhỉnh hơn về thương hiệu nào thì trong thời gian gần đây thì tôi nhỉnh hơn về Hermès. Tại vì tôi cũng có chia sẻ bà Christine Nagel là một trong những perfumer tôi rất rất thích. Và ngày hôm nay thì xin phép được chia sẻ cảm nhận về một sáng tạo được ra mắt gần đây của bà, đó là H24 phiên bản EDP mới choắc luôn. Và phiên bản này nó có gì khác so với phiên bản EDT trước đây? Và nếu như để lựa chọn thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào để phù hợp với phong cách cụ thể? Cùng nhau bắt đầu nhé! Trong khi viết nội dung cho H24 EDP thì mình có tìm được một cái bài phỏng vấn độc quyền khá là hay ho về ý nghĩa của chữ H24, toàn bộ cái tên này. Đầu tiên chữ H thì các bạn cũng có thể hiểu đó là chữ cái đầu tiên viết tắt của thương hiệu Hermès. Ngoài ra thì chữ H các bạn cũng có thể trong tiếng Pháp gọi là homme, đó là đàn ông, hoặc là có thể là human, hoặc cũng có thể là how là giờ. Đó, nó có khá là nhiều những ý nghĩa. Và cái số 24 ở đây thì nó cũng có hai ý nghĩa, đó là 24 giờ hoặc đơn giản rằng nó là cái địa chỉ của cửa hàng của Hermès trên cái phố Fabu Santogone. Thì đấy là một vài thông tin khá là hay ho về nhà Hermès. Và trong chai nước hoa này nó cũng có sử dụng một cái thành phần nhân tạo, là tổng hợp nghe nhân tạo nó hơi ấy. Có một sử dụng một trong những cái thành phần nhân tạo mà kể cả ở chai nước hoa này mình cũng không nói tới, tí nữa mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn để các bạn biết thêm về cái thành phần này. Và cái phiên bản này nó có sự khác biệt như thế nào? Thì đầu tiên đó là về phần ngoại hình. Các bạn cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ở đây một cái camera nó sắc hơn, rõ nét hơn. Thì cái tông màu các bạn đã nhìn thấy khác nhau rồi này. Nếu như ở phiên bản EDT nó hoàn toàn là chai thủy tinh trong, đáy khá dày, thì ở cái phiên bản EDP thì các bạn cũng có thể nhìn thấy được là nó đã có một cái màu xanh hơi kiểu rêu rêu nhẹ để có thể nhận biết được so nó với phiên bản EDT trước đây. Và cái phần ngoại hình thì nó không hề có một cái sự thay đổi nào khác cả. Nhưng ở dưới thì cũng có thêm những cái thông tin để các bạn biết rằng là nếu như các bạn không nhìn được màu sắc thì ở dưới nó cũng ghi là đây là phiên bản Eau de Parfum, còn đây là phiên bản Eau de Toilette, để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhưng mà mình nghĩ là với cái màu sắc thôi các bạn có thể dễ dàng nhìn ra được. Còn về phần thiết kế thì gần như là không có một cái gì khác biệt cả ngoài màu sắc. Cái sự khác nhau tiếp theo chắc chắn đó là về phần mùi hương của em nó. Mình vừa mới xịt cái mùi hương này ra đây. Thực ra trước đây mấy phút thì mình vừa mới xịt sau, nhưng mà tại vì không quay lại cái cảnh đấy. Thì các bạn chỉ cần xịt cái mùi hương này ra, các bạn nhận thấy một cái vai mùi rất là xanh. Thậm chí rằng là có thể nói rằng là nó là mùi chuối xanh. Mặc dù ở trong cái bảng thành phần thì nó không hề có cái nét chuối, nhưng mà với cá nhân mình ngửi thì mình nhận thấy một cái mùi chuối xanh và có nét hơi chát chát. Thì cái phần top note của phiên bản H24 EDP so với cái phiên bản EDT này thì có cảm giác rằng nó đậm hơn và nó tối hơn, cũng như là cái phiên bản 24 EDT này khi mà các bạn xịt ra ở cái phần top note ấy thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó không có cái nét chua và xanh quá nhiều như là ở cái phiên bản EDP. Đó là cái điều đầu tiên nhá. Cái điều thứ hai mà các bạn cũng có thể nhận thấy đó là hai chai nước hoa này sau khoảng tầm 5 phút nằm ở trên da thôi thì các bạn sẽ thấy nó có cái DNA rất là giống nhau. Nếu như mà không phải là một người có cả hai chai nước hoa thì các bạn sẽ khó nhận thấy được rằng là đây là hai mùi hương khác nhau. Thì các bạn phải hiểu rằng là cái phiên bản EDP này khi mà nó ra mắt ấy thì nó là một cái phiên bản tăng hơn về nồng độ cũng như là các chất ở trong này, và nó mang đúng cái ý nghĩa đó là phiên bản Eau de Parfum,
Eau de Parfum, chứ không phải là một cái phiên bản khác hoàn toàn. Tại vì có nhiều cái phiên bản flanker ấy, như các bạn biết đó là mặc dù đặt tên giống nhau nhưng mà mùi hương thì nó lại đi theo hai hướng cực kỳ khác nhau. Nhưng với H24 của Tristan Nagel thì các bạn sẽ thấy rằng là thế nào là nồng độ cao hơn. Ngay sau cái đốt nốt chuối nó trôi qua thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vai mùi kim loại lên cực kỳ là rõ rệt. Nếu như mà chưa hình dung được cái nét kim loại như thế nào thì bây giờ các bạn chỉ cần mạnh dạn mang cái bàn lá hơi, các bạn xịt một tí và các bạn đổ tí nước kiểu cam, nước kiểu nước chanh lên đó, và rồi các bạn là những cái áo, thì khi mà cái nhiệt độ nó tác động với cái nước chanh đấy, nó sẽ tạo ra một cái mùi thơm và cái độ bay hơi. Thì lúc này ấy, nó giống như kiểu là cái hình ảnh mà như mình nói đó là cái những cái cửa hàng của Hermes ấy, thì các nhân viên người ta sẽ luôn luôn là những cái chiếc quần áo mới bằng những cái máy bàn lá hơi và có những cái tinh dầu thơm để nó làm cho cái mùi hương đặc trưng của những cửa hàng của Hermes. Thì lúc này các bạn cần hình dung như vậy. Hoặc là nếu như bạn nào mà có những cái bàn là mà kim loại ấy, thì các bạn chỉ cần xịt một tí kiểu mùi xịt thơm quần áo xong các bạn là đi là yên tâm, các bạn sẽ thấy là nó rất giống mùi hương của H24, và đó cũng là cái nét kim loại đặc biệt của H24 tạo nên. Ngoài ra thì tôi còn có một cái hình ảnh khác, nhưng mà hình ảnh này thì thực sự là với tôi thì tôi thấy nó khá giống, đó là cái việc mà khi một cái cánh đồng mà người ta vừa mới gặt hết ấy, nó vẫn còn vương vãi lại một chút kiểu tàn dư của những cái cây lúa, và sau đó sẽ là một cơn mưa, và ngay sau cơn mưa nó sẽ là một cái cơn nắng, và lúc đấy thì kiểu cái gọi là những cái lúa rơi ở dưới đất ấy, thì nó sẽ hấp thụ nước mưa rồi không khí nóng sẽ bốc lên. Thì nó cũng giống như kiểu cảm giác bay hơi ấy, khi mà các bạn là quần áo ấy, thì đó là cái cảm nhận mà mình gọi là cảm nhận được ở cái mùi H24, ở cái hiệu ứng đó, mà mình muốn chia sẻ để các bạn có thể dễ dàng hình dung nhất với những cái thứ rất là đời sống ngoài để các bạn có thể hình dung ra được mùi hương này. Và cái nét kim loại này ở phiên bản EDT có không thì là có, nhưng ở với cái phiên bản EDP này thì nó được làm một cách rõ rệt hơn, và cảm giác rằng nếu như ở phiên bản EDT đó là mình đang đứng ngoài cái cửa hàng sau một cái cửa kính trong suốt, nhìn cái nhân viên đang ngồi kiểu là bằng bàn là hơi, thì lúc này ở cái phiên bản EDP nó sẽ rõ rệt, sắc nét, và nó như kiểu là đang quay chậm lại cho các bạn nhìn vậy. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hơi nước bốc lên, và các bạn cũng sẽ có thể nhìn thấy cái chất vải của những cái sản phẩm, chiếc áo sơ mi của nhà Hermes chẳng hạn. Tóm lại là với mình ấy, ở phiên bản H24 EDP này, nó như kiểu là mình đang đứng trực tiếp ngay sát đó, nhìn cô nhân viên đang là chiếc áo cho mình để chuẩn bị gói vào và đưa cho mình, và nở một nụ cười thật tươi. Còn với cái phiên bản này như kiểu là tôi chưa có tiền mua nên tôi đứng ngoài tôi ngó vậy. Toi đao của cái mùi hương này thì nó trở nên là một cái nét gỗ khá là nhẹ nhàng, hơi ngọt này. Xong rồi ở đoạn cuối thì mình còn nhận thấy một cái nét hơi kiểu khô và hơi mặn mặn một xíu nữa. Mặn mặn đúng chính xác. Mà cái điều đó ở cái phiên bản H24 EDT này nó không xuất hiện. Nên là với mình thì mình khá là thích cái phiên bản sáng tạo về sau này. Và nó có vẻ khá là phù hợp với độ tuổi của mình. Nhưng mà với những người trẻ thì các bạn vẫn nên cân nhắc về cái phiên bản EDT nhá. Phiên bản này các bạn nên thử, tóm lại là nên thử cả hai, tại vì cái hơi hướng làm kiểu như này nó không gặp nhiều ở trong những sản phẩm nước hoa dành cho người mới, nên dù gì thì H24 vẫn là một cái sáng tạo mà mặc dù là designer nhưng mà các bạn vẫn nên thử trước khi các bạn hạ tiền mua ngay sau khi xem review. Vậy thì mùi hương thay đổi, thế thì cái hiệu năng đi kèm nó có thay đổi hay không? Thì câu trả lời ở đây rằng có, nhưng không quá rõ rệt. Đây, mình xịt hai cái mùi hương ở đây. Thì với cá nhân mình, cái mùi hương của H24 ngoài cái độ đầm dày ra thì mình cảm thấy rằng là về độ tỏa là nó gần như không quá khác biệt so với phiên bản EDT. Còn với độ lưu hương ấy, thì cái mùi hương của H24 EDP nó cũng lưu tốt hơn trên da, chắc là khoảng tầm đâu đó 6 đến 7 tiếng. Còn cái phiên bản EDT này thì nó sẽ bị kém hơn tầm nửa tiếng thôi. Nhưng mà với cái thời tiết mà nắng nóng ở ngoài Hà Nội, hay là những cái ngày mà bị ảnh hưởng bởi cái khí hậu ấy, thì mình nghĩ là cái độ bám tỏa của hai con này nó đều xem nhau cả, nó không quá là khác biệt.
Còn về phần giá thì tôi không biết là hai con có khác biệt không. Tại vì nếu mà có khác biệt về phần giá mà các bạn là một người kiểu kỹ về phần hiệu năng nữa, thì các bạn có thể chọn những cái mùi hương nào mà có độ lưu hương tốt hơn hoặc là cái giá thành rẻ hơn. Và những lúc ấy mình cũng có nói đó là mùi hương nó sẽ phù hợp với độ tuổi của mình. Thì hiện tại là mình đầu 3 rồi và cũng đã bắt đầu có tóc bạc rồi. Đó, nên là cái mùi hương này nó cũng sẽ có một cái độ tuổi nhất định. Chắc chắn là nó sẽ phải già hơn so với cái phiên bản EDT khoảng đâu đó 2 đến 3 tuổi. Đấy, và cái hơi hướng mùi cảm giác nó khá là trầm điềm đạm. Nó giống như kiểu là những anh chàng mặc sơ mi quần Âu. Nó cũng khá là đơn giản, và những cái chiếc sơ mi trắng, nhưng mà mặc dù là những chữ tông màu một màu thôi, nhưng mà những chiếc sơ mi trắng nó có những cái điểm nhấn nhất định, và nó có những cái vân mà tôi không biết tả như nào cái loại sơ mi đấy. Tại vì trước là tôi cũng có mua một cái loại sơ mi lại đâu đó hơn củ, mặc nó cũng rất là đẹp, rất là tôn giá, nó khác hẳn những cái loại sơ mi khác nhá. Tại vì khi mà các bạn tìm hiểu sâu hơn về những cái loại vải thì nó cũng có những cái loại vải rất là khác bọt so với những loại vải bình thường. Thì với mình ấy, thì cái phiên bản H24 EDP này nó dường như là một cái phiên bản nâng cấp, là một chàng trai trưởng thành hơn, có điều kiện hơn so với phiên bản EDT. Nhưng có một cái điều đó là cái phong cách là nó vẫn giữ được cái hình ảnh một chàng trai năng động, hiện đại, trẻ trung. Tại vì cái bay mùi kim loại nó sẽ là một cái bay mùi mà xuyên suốt từ đầu tới cuối. Vì thế thì cái mùi hương này nó rất là trẻ trung, chứ không như những cái tông màu hoa tím mà các bạn ngửi nó có cảm giác hơi điệu đà, nó cảm giác kiểu hơi kiểu classic cổ điển. Mà ở đây H24 nó rất là hiện đại. Và một cái nữa mà mình ngửi ở cái mùi hương này, nó có cảm giác là mình cũng là một người đàn ông kiểu căng tràn năng lượng vậy, rất là khỏe khoắn và rất là nam tính, chứ không như những cái tông màu hoa tím. Mặc dù hoa tím là một trong những nhóm hương sử dụng trong văn phòng rất rất nhiều, khai thác từ ngày xưa, là một trong những sáng tạo về mùi hương cực kỳ nhiều, đặc biệt là kiểu classic cổ điển và office. Nhưng mà với mình thì có vẻ như H24 đang cố gắng trở thành một trong những cái lựa chọn mới mẻ hơn cho dân văn phòng. Các bạn có thể thích Bleu de Chanel, các bạn có thể thích Paranum, hay là thích những cái tông mùi như Dior Homme, cả cái line có sử dụng diên vĩ đấy. Nhưng với H24 thì chắc chắn nó sẽ mang tới định nghĩa mới về người đàn ông hiện đại. Đó, bạn tự tự nhận mình là một người đàn ông có gu thời trang hiện đại nam tính, thì chắc chắn các bạn nên thử qua về H24 phiên bản nào cũng được. Trẻ trung thì cứ vote EDT, còn không thì các bạn có thể mua EDP để có một cái sự điềm đạm hơn. Và nếu như hỏi mình chai nước hoa này có nên mua hay không, thì với cá nhân mình, đó là nếu như các bạn chưa có phiên bản EDT và các bạn ở tầm tuổi như mình để tìm một cái mùi hương sử dụng đi làm, thì chắc chắn rồi, bạn nên mua phiên bản này. Còn nếu mà các bạn tầm 27 tuổi quay đầu, thì mình vẫn khuyến khích các bạn mua phiên bản EDT cho nó trẻ trung. Không ai muốn một cái sự già dặn trưởng thành quá. Và ở em này thì có cảm giác rằng mùi hương nó cũng sáng hơn, và có cảm giác rằng là nó cũng sẽ sử dụng được nhiều dịp hơn. Em này thì hơi trầm, hơi hướng nội một tí. Mặc dù đây là một cái mùi hương mà mình xịt đi học ở trong cái lớp Thalic Void đợt vừa rồi, và mình cũng được ông em Đức khen là cái mùi hương này ok, tuyệt vời lắm anh. Nhưng mà em thấy là cũng hơi khó ngửi cho người mới. Nhưng mà đây là một trong những cái mùi mình cũng được khen khá là nhiều ở trong cái việc là mình ăn mặc lịch sự để đi học hoặc là đi làm. Đó, H24 EDP. À, và có một cái nữa lúc bắt đầu mình có nói với các bạn, ở đây nó sử dụng thêm một cái thành phần nguyên liệu tổng hợp, đó là Scalary. Đây là một trong những cái nguyên liệu mà chỉ có ở trong phiên bản H24 EDP thôi. Còn với phiên bản này thì theo như ghi chú là nó không có. Đấy, lúc ấy mình có nói nhầm. Thì Scalary là một trong những cái nguyên liệu để tạo nên cái hiệu ứng kim loại rõ rệt, cũng như là cái nét rêu sồi. Và Scalary này nó cũng có 2-3 hướng để làm. Đại khái là nó sẽ tạo ra mùi của rêu sồi, mùi của gỗ và một chút của xạ hương, cũng như là một cái mùi của xô thơm rất là rõ rệt. Thì đây là một trong những cái nguyên liệu tổng hợp, và nó cũng đang là trend để là tạo ra cái nét hương kim loại ở trong nước hoa. Thì cái này thì mình cũng sẽ cố gắng dẫn một cái đường link về cái nguyên liệu này, tại vì ở trên Fragrantica nó không viết về cái nguyên liệu này quá nhiều, nhưng mà có một vài trang nước hoa có viết về nguyên liệu này, thì mình cũng sẽ để cho các bạn để các bạn có thể theo dõi thêm.
Và đây là một trong những nguyên liệu mà tạo nên một cái hiệu ứng gọi là rực rỡ hơn về phần mùi hương và thêm một chút ấm áp dành cho mùi hương khi mà dry down. Đó. Và vừa rồi đó là chia sẻ cảm nhận của mình về H24 NEP. Chắc chắn rồi, nếu như là mình thì mình sẽ mua NEP. Đó là điều đương nhiên vì nó thực sự rất hợp trên da mình. Còn với phiên bản NEP cũng là một phiên bản đáng trải nghiệm. Và một lần nữa phải nhắc lại đó là H24, nó là một cái hơi hướng và có thể làm thay đổi xu thế, cũng như là đây là một trong những sáng tạo của bà Nagel, người đang làm perfumer cho nhà Hermès sau khi Jean-Claude Elena nghỉ. Và đương nhiên người kế nhiệm sẽ phải có trách nhiệm đưa ra những sáng tạo mới mẻ hơn, đặc biệt rằng là cái phiên bản 24 NEP này ở trên thế giới được đánh giá rất cao và nó được kỳ vọng là một trong những chai nước hoa có thể tạo nên một dấu ấn mới trong lịch sử nước hoa nam, thay vì một cái sản phẩm đã ra đời rất lâu và rất nổi tiếng đó là Terre d'Hermès. Và nếu như các bạn đã sử dụng qua chai nước hoa này rồi thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và nếu như thấy video hay, đừng quên like, share, ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.